Mong ước cuối đời. Cháu chào chú cảnh sát. Ồ, chào cậu bé. Vậy là cháu biết đồn cảnh sát ở đây rồi. Từ nay trên đường đi học về, ngày nào cháu cũng sẽ qua đây. Cháu gặp vấn đề gì sao? Chú sẽ giúp cháu. Dạ không ạ. Chỉ là cháu rất thích các chú cảnh sát. Sau này lớn lên, cháu cũng sẽ làm cảnh sát như chú thôi. Ồ, ước mơ của cháu là làm cảnh sát sao? Vậy chú sẽ đợi cháu lớn lên nhé. Vâng ạ. Chào chú cảnh sát. À, chú là bố của Adlen phải không? Cháu đang thắc mắc sao mấy ngày nay không thấy cậu bé đi học về ghé ngang qua đây. Thằng bé khó có thể ghé qua đây nữa chú cảnh sát à. À, sao? Sao lại khó ạ? Có chuyện gì xảy ra với cậu bé sao? Thằng bé đang nằm viện. Nó bị ung thư máu. Mấy hôm nay nó vẫn nhắc đến chú suốt. Nó bảo hãy đưa nó qua để nó chào chú. Nhưng nó bệnh như vậy, tôi không cách nào theo ý nó. Chú cảnh sát à, tôi có việc này muốn nhờ chú. Vâng, cháu hiểu ý chú muốn nói ạ. Cháu sẽ qua bệnh viện thăm bé sớm. Chú hãy nói với bé giúp cháu rằng hết giờ trực chiều nay cháu sẽ qua thăm bé. Ôi, thật sự cảm ơn cậu. Chú ấy có nói với ba chiều nay sẽ qua thăm con phải không ba? Đúng rồi con trai. Chú ấy đã nói nhất định chú ấy sẽ đến thôi ba ạ. Chào Adlen. Cháu chào chú Harafi. Chú nhớ cháu quá. Chú nghe bà cháu nói cháu bị ốm nên chú qua đây thăm nè. Cháu phải nhanh khỏi ốm để còn qua đồn chào chú đấy nhé. Cháu cũng muốn vậy. Nhưng cháu sẽ không khỏi ốm được chú à. Ai bảo với cháu vậy? Cháu nhất định khỏi mà. Mấy hôm nay cháu đều mơ thấy mẹ. Mẹ cháu bảo không lâu nữa mẹ sẽ đón cháu lên thiên đường cùng mẹ. Và cháu đã đồng ý rồi. Nhưng cháu vẫn thích nghề cảnh sát lắm. Lên thiên đường không có cảnh sát phải không chú? Adlen. Adlen, còn xem ai đến nè. Xin chào Adlen. Cháu chào các chú cảnh sát. Tôi xin tuyên bố, bổ nhiệm Mohammad Adlen làm cảnh sát bảo vệ thành phố. Ba ơi, là tên của con được làm cảnh sát rồi. Là con ba à. Mời cậu bé Adlen nhận cảnh phục để chuẩn bị đi tuần tra trong thành phố. Tuân lệnh. Hôm đó, ước mơ của Adlen đã được hoàn thành trong tình thương của những người cảnh sát thành phố. Cậu bé được trao cơ hội giám sát một đoàn diễu binh, tới thăm một đồn cảnh sát và đi tuần tra bằng xe cảnh sát. Dù chỉ là một ngày, nhưng đó là ngày tuyệt vời nhất của cậu bé mang trong mình căn bệnh ung thư. Đó là một câu chuyện có thật về cậu bé Mohammad Uzai Adlen, Malaysia. Kho báo xanh. Ngày xưa cũng đã lâu lắm rồi, tại một miền đất xa xôi nọ, có gia đình ba anh em, hai anh trai và em gái út xinh đẹp. Cha mẹ mất sớm nhưng ba anh em vẫn luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Gia sản lớn nhất của họ là khu vườn tuyệt đẹp kế thừa từ dòng họ qua nhiều thế hệ, với vô số loại cây quý hiếm như thể một kho báu xanh. Ngày ngày ba anh em chăm sóc cho khu vườn của mình một cách cẩn thận. Chúng mình đã thực hiện tốt lời hứa cùng ba mẹ. Trước lúc lâm chung,
khu vườn luôn được chăm sóc và cây trái sai triểu. Em Út là người có công lớn nhất đấy. Cây nào cũng chăm chỉ tưới cây, xới đất, thỉnh thoảng còn trò chuyện cùng chúng. Cây nào mà chẳng thích chứ. Tối đó, ba anh em đang ngồi bên lò sưởi thưởng thức trái cây sau một bữa tối no bụng. Bỗng, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Một bà cụ lỡ đường, người đầy bụi bẩn, bước đến thều thào. Các cháu ơi, làm ơn cho ta qua vàng vơi. Bà mau vào nhà đi ạ. Bà bị lạnh quá rồi, sẵn có súp canh nóng để cháu lấy cho bà. Nhà cháu tuy nhỏ, chỉ mong bà không chê bai thôi ạ. Một lúc sau, khi bà cụ được tắm rửa sạch sẽ, bà rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ba đứa trẻ. Các cháu thật tốt với ta. Từ tối đến giờ, ta tới đâu cũng đều bị từ chối. Trái cây ngon lắm, lần đầu ta được nếm. Đây đều là trái chính từ vườn nhà cháu đấy ạ. Bà ăn đi, ngon lắm. Nhà của cháu có một khu vườn trái quý như vậy sao? Thật là những đứa trẻ tốt bụng, lại chăm chỉ. Dạ, với bọn cháu nó quý hơn cả mạng sống. Sáng mai bà có thể ra thăm mà. Sáng hôm sau, ba anh em dẫn bà cụ đi thăm vườn cây triểu nặng của mình. Loại cây nào cũng ngon, loại quả nào cũng ngọt. Đúng thật là một kho báu. Nhưng bà cụ lại có vẻ không vui. Đúng là các cháu đang có cả một kho báu. Thật là đáng tiếc nếu để mất đi những trái quý này. Dạ, ý bà là sao ạ? Lẽ nào có chuyện gì không hay sao ạ? Không lâu nữa, cả xứ sở này sẽ bị một trận hạn hán dữ dội kéo dài, khiến không một loài thực vật nào có thể sống sót được. Thậm chí cả khu vườn xinh đẹp này của các cháu rồi cũng sẽ bị lụi tàn mà thôi. Trời ơi, có chuyện như vậy thật sao ạ? Mà sao bà có thể biết được? Chúng cháu phải làm gì để có thể cứu được khu vườn này? Đây là kỷ niệm đẹp của cha mẹ cháu. Anh em cháu không thể để nó tàn lụi dễ dàng như vậy được đâu. Bà có cách nào giúp anh em cháu không ạ? Chỉ có dòng suối màu vàng, chim biết nói và cây biết hát mới cứu được khu vườn của nhà cháu. Nhưng hơi khó đấy. Trời ơi, những thứ lạ lùng đó chúng cháu đi đâu để tìm được? Các cháu cứ đi thẳng hướng mặt trời mọc, chừng nào đến dãy núi chính ngọn nối liền nhau sẽ có người chỉ dẫn. Nhưng đây là chuyến đi có thể không trở lại, các cháu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa dứt lời, bà lão đã vụt biến mất trong sự kinh ngạc của ba anh em. Ai nấy đều ngỡ ngàng và lo lắng trước sự tàn khốc mà bà lão vừa nhắc tới. Bà ơi, bà đâu rồi ạ? Những gì bà vừa nói đều là thật sao ạ? Hãy thử đi tìm những thứ đó. Ta là chúa tiên của mặt đất. Các cháu rất nhân hậu. Và nếu có thể thì khu vườn của cháu là thứ xứng đáng nhất được giữ lại. Ba anh em thảng thốt nghe ngóng và ngước lên nhìn. Bỗng chốc những tia sáng vụt tắt. Khu vườn lại trở lại bình thường với những tiếng chim hót ca. Ba anh em chắc chắn vậy là những điều bà lão nói là sự thật. Hai anh sẽ đi tìm những thứ bà tiên vừa nói. Em ở nhà trông coi khu vườn, đừng lo gì cả. Nhưng đó có thể là chuyến đi không bao giờ trở lại. Hãy cho em cùng đi với. Ba anh em chúng ta nhất định phải ở bên nhau mà. Không đâu, các anh dù thế nào cũng không để em phải nguy hiểm đâu. Các anh sẽ trở về sớm. Em hãy ở nhà nhắn chăm sóc cho khu vườn của chúng ta nha. Nhất định hai anh sẽ sớm trở về thôi. Vậy là hai anh chia tay cô em gái Út, lên đường tìm dòng suối màu vàng, chim biết nói và cây biết hát để cứu khu vườn quý của mình. Hai người anh đi mãi, đi mãi, đi liên tục đến ngày thứ bảy thì đến được miền núi đồi san sát. 5, 6, 7, 8, 9. Đây rồi, đây chính là dãy núi chín ngọn mà bà tiên nói đến. Nhưng không có ai xuất hiện để chúng ta hỏi đường. Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ hả anh? Chợt từ phía chân núi, một
định trèo lên dốc núi đá treo leo. Vừa trèo, hai anh em vừa cảm thấy lo sợ, bởi có cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Trời ơi, em cảm thấy như có người đang đi theo phía sau mình. Thấy cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lẽ nào bọn yêu quái đã xuất hiện rồi? Ông cụ đã nói rồi, dù thế nào cũng không thể quay đầu lại. Em cứ đi tiếp đi, không sao đâu. Hai anh em mình vẫn đang ở bên nhau mà. Cố lên em. Em nhanh lên, chúng ta phải lên đến đỉnh trước khi vẫn còn nắng. Lúc đó có lẽ sẽ không gặp phải bọn yêu ma đâu. Em đi nhanh hết sức rồi, đừng đợi em. Mục đích của ta là phải chinh phục đỉnh núi này. Anh cứ leo trước đi, em sẽ leo ngay sau anh. Anh yên tâm đi. Đến lưng chừng núi, người em mặt tái mét khi có giọng nói rùng rợn phía sau lưng vang lên. Đi lên một bước nữa là chính ngươi đào bồ chôn mình đấy. Vì sợ hãi, người em quên mất lời dặn của ông lão mà quay đầu lại xem ai đang nói. Ai đang nói? Người em chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức toàn thân vụt biến thành đá tảng. Người anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của em, định quay đầu lại nhìn vì lo lắng. Nhưng chợt nhớ đến lời ông cụ, người anh khựng lại, trong lòng đầy đau khổ. Trời ơi cậu Thứ, lẽ nào cậu ấy... Không, mình không thể quay lại được. Còn lại mình nhất định không thể về tay trắng. Mình phải lấy được những thứ quý giá đó để cứu cô rừng, thậm chí là cứu em của mình đang bị hóa đá nữa. Người anh tiếp tục bước đi, vừa đặt chân lên sát mép ngọn núi, bỗng một tiếng nói rùng rợn lại vang lên sau lưng của anh. Thế là anh xấu xa, bỏ lại em mình. Chinh phục những núi làm gì thì em mình cũng không bảo vệ được. Quay lại đi, mày ra còn cơ hội cứu người. Thương em và muốn có cơ hội để cứu em trai của mình, người anh đã quay phắt lại và cũng ngay lập tức bị hóa đá. Loài người vô dụng các ngươi, đừng có hòng lấy đi báo vật của núi này. Chỉ còn Lina ở nhà, hằng ngày ngóng trông các anh trở về. Một hôm, khi đang ngồi đan áo, bất chợt mũi kim đâm vào tay của cô, máu chảy ra đầm đìa. Lina giật mình lo sợ điều xấu đã xảy ra với hai anh của mình. Úi da, trời ơi, trước đây mình không bao giờ bị kim đâm vào tay. Lẽ nào các anh đã gặp sự chẳng lành, mình không ở yên đây được nữa. Cô em gái út dũng cảm thẳng hướng mặt trời mọc đi, dốc hết sức lực đến được dãy núi chín ngọn, gặp ông cụ thông thái và biết được số phận của các anh. Cụ ơi, có cách nào cháu có thể cứu được hai anh không ạ? Cháu là phận gái, liệu có quá liều lĩnh? Dù hiểm nguy đến tính mạng, cháu cũng làm được, xin cụ bày cho cháu. Để có báo vật, cháu phải lên thẳng đỉnh Ngọc Bích, nơi đường đi có rất nhiều yêu quái núi. Dù gặp chuyện gì cũng không được quay đầu. Khi xuống núi, hãy phần theo những hai tảng đá lớn gặp trên đường, đó chính là hai anh của cháu. Cháu xin lên đường ngay bây giờ. Có phải là anh cả không? Có phải là anh Thứ không? Em nhất định sẽ cứu các anh. Thiện nữ kia, biết điều thì quay gót, còn bước thêm một bước thì ngươi sẽ lập tức thành ma dại. Các ngươi đừng hù ta vô ích, ta không sợ gì hết. Cô gái tiếp tục leo lên núi, bất chấp bị yêu ma hù dọa. Biến ma pháp khiến cảnh vật hùng rợn, nhưng điều đó không làm cho Lina sợ hãi, bởi mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là cứu được hai anh, cứu được khu rừng của mình. Quay lại đi còn kịp, bằng không nơi đây sẽ biến thành bồ chôn nhà ngươi. Ta không sợ gì cả, chỉ cần ta cứu được các anh mình, cứu được khu vườn của gia đình mình. Vượt qua được mọi thử thách, cạm bẫy, cuối cùng cô cũng tới được đỉnh núi. Lina trông thấy rõ nước vàng từ ngọn suối đang chảy ra từ tảng đá lớn. Dòng nước suối màu vàng đây rồi, mình đã làm được thật rồi. Cô gái trẻ dũng cảm, cô là con người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Ngọc Bích. La la la, chủ nhân của chúng ta đến rồi, mau theo cô ấy về thôi. Kỳ lạ thay, trên đỉnh núi Ngọc Bích ảo diệu, nước suối vàng, cây biết nói và chim biết hát đã tự động nhận cô gái là chủ nhân. Ta thật sự đã làm được rồi. Còn các anh của ta bị hóa đá, ta phải đứng dậy. Làm theo lời ông cụ thông thái, cô gái đã giải thoát cho hai anh trai của mình.
họ vui mừng đoàn tụ. Khi ba anh em trở về, toàn bộ khu vườn của họ đã bị héo tàn, xơ xác như vừa trải qua một trận cháy. Lina và các anh vội đặt những báu vật xuống, chai nước suối, cái cây với chú chim đậu. Chúng lập tức biến to lên. Khi ba báu vật được đặt xuống, lập tức khu vườn hồi phục sức sống xanh tươi. Kho báu xanh cũng là khu vườn duy nhất tồn tại trong đợt hạn hán diễn ra lúc ấy. Sau đó, ba anh em tốt bụng đã nhân giống cây trong vườn của mình, dần dần cứu lại được hệ thực vật xứ sở của họ trở lại xanh tươi. Phượng hoàng hai đầu. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, ở một khu rừng già nọ, có một chú chim phượng hoàng kỳ lạ. Có đến hai đầu luôn chụm sát nhau, lại luôn tương thân tương ái. Tương truyền, chú chim đặc biệt này là hóa thân của một đôi bạn cực kỳ thân thiết từ thuở nhỏ. Không may, một con lốc rừng bất ngờ đã hại chết họ trong tuổi đôi mươi. Tất cả thợ săn giỏi nhất trong vùng đều đã thử sức chinh phục chú chim quý giá này, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Ôi trời ơi, lại hụt nữa rồi. Không dưới 10 lần bị nó phát hiện trước khi kịp ra tên, mà tôi còn chưa kịp dương cung đây này. Vất vả bao nhiêu ngày, nhưng lần nào cũng đều hụt cả. Thật là mất công quá mà. Con chim này chẳng phải chim thường, nó có đến hai đầu nên khả năng phát hiện tiếng động vô cùng nhanh nhạy, lại bao quát được hết các hướng. Đừng nói là bắt sống, làm sụn một sợi lông của nó cũng thử thách những tay cung cự nhất. Hơn nữa, không thể làm bị thương chú chim quý này, chắc phải chờ một tay cung xuất chúng ra chiêu mới được. Tôi nghĩ không thể dùng cách bắn cung thông thường để bắt con chim này được đâu, vì nó thính lắm. Chắc phải nghĩ ra một cách gì khác thì còn may ra. Câu chuyện về chim phượng hoàng hai đầu được các thợ săn ao ước có được ấy, chẳng mấy mà truyền đến tai đức vua của đất nước. Thật có con chim lạ thế sao? Trước giờ ta chưa từng nghe nói tới loài chim nào như thế. Dạ phải thưa bệ hạ, thần cũng là lần đầu nghe thấy điều lạ này ạ. Đám thợ săn khắp nơi đã kháo nhau về con chim ấy. Rất nhiều người đều khẳng định đã từng nhìn thấy con phượng hoàng hai đầu, nhưng họ không làm cách nào bắt được nó. Vì mỗi lần bắn tên, con chim lại phát hiện và bay mất. Nó là con chim đặc biệt, nên chắc chắn không dễ gì bắt được như những con chim khác đâu. Đúng là con chim quý mà, ta rất muốn được tận mắt thấy nó. Dạ thưa bệ hạ, con chim đó là chim quý. Nếu chỉ một vài người đi bắt, thần e là không thể bắt được đâu. Bây giờ ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta không thể có được con chim đó hay sao? Dạ, nếu bệ hạ muốn có con chim ấy, người hãy ra một sắc lệnh để tất cả mọi người từ lính tráng tới thợ săn cùng tham gia vây bắt. Bất cứ ai bắt được nó sẽ được trọng thưởng. Thần tin chắc rằng những tay thợ săn cừ nhất sẽ không thể cưỡng lại được mà cố gắng cùng nhau bắt bằng được con chim đó về đây dâng cho người ạ. Đúng vậy, đây đúng là ý kiến hay. Mau truyền lệnh ta phái những binh lính giỏi săn bắn nhất mang bằng được con chim quý về điện. Ta nhất định phải có được con chim đó. Dạ tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ cho người đi thông báo ngay. Nhớ là không được làm con chim bị thương, dù chỉ là một chiếc lông đấy. Phải bắt sống nó về cho ta, nghe chưa? Xin bệ hạ cứ yên tâm. Sau khi nhà vua ban mệnh lệnh, rất nhiều binh lính và cả những tay thợ săn đã vào rừng với hy vọng bắt được phượng hoàng quý dân vua để lĩnh thưởng. Binh lính chuyên đi săn của đức vua không phải hạng xoàng. Khi việc săn chim bằng tên nỏ không hiệu quả, nhiều đêm liền sau đó, họ cẩn trọng đặt các bẫy móc, móc lên những cây nhiều quả chín trong rừng, cho đến một sáng nọ. Chim phượng hoàng hai đầu khi tập trung mổ quả chín, cuối cùng đã bị mắc chân vào vòng móc không bay đi được. Hoa khô, con chim mắc bẫy rồi. Cuối cùng chúng ta cũng bắt được nó thật rồi. Không uổng công bao nhiêu ngày nằm gai nếm mật trong rừng này. Chúng ta phải trèo lên bắt nó cho cẩn trọng. Tuyệt đối không được làm sụn một sợi lông nào. Không được làm nó bị thương. Và
vua rất coi trọng con chim này, nên chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Xem ra chúng ta bị bắt rồi. Những con người xấu xa đó, họ tìm mọi cách để bắt chúng ta cho bằng được. Cũng chỉ vì chúng ta có hình dạng đặc biệt nên mới thế. Từ nay sẽ chẳng thể ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng nơi này nữa rồi. Nhưng dù thế nào cũng không rời xa nhau. Nhất định như vậy. Khá lắm, đúng là con chim quý độc nhất vô nhị. Vậy là chúng ta bị nhốt vào đây rồi, sau này sẽ không thể thoát ra được nữa. Tôi muốn trở về với khu rừng của chúng ta. Tôi không muốn ở trong chiếc lồng chật chội này đâu. Anh cứ bình tĩnh đã, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây đâu. Thôi thì chỉ cần họ không ngược đãi chúng ta thì đã là may mắn rồi. Thế là từ nay ta có một vật cưng tuyệt độc rồi. Các chư hầu láng giềng đến thăm cung điện nhìn thấy chú chim này chỉ có lát mắt thôi. Phải rèn cho nó tuyệt tuân theo lệnh ta mới được. Nào, Phương Hoàng của ta, lại đây ăn nào. Xem ta mang gì đến đây. Hoa ngọt trên cây đó, không còn phải mất công hái trên cây rừng nữa nha. Hãy ăn nhiều vào, chỉ cần nghe lời ta thì các ngươi sẽ được sống sung sướng, không cần phải lo nghĩ gì. Đã mấy tuần nay rồi, hễ ta không đến thì ríu rít, ta gọi thì không buồn nhúc nhích. Đừng có mà thử lòng kiên nhẫn của ta. Xin bệ hạ bình tĩnh, Phương Hoàng này vốn không phải chim thường. Bộ lông của nó hiếm có xưa nay. Chim lại có hai đầu, hai cặp chân, hai cặp cánh, hoàn toàn có khả năng tách thành hai cá thể độc lập, cũng không kém phần quý giá. Được lắm. Vậy ta giao việc này cho Khanh. Nói trong một tuần, hãy dâng hai con chim Phượng Hoàng lên cho ta. Dạ, bệ hạ anh minh. Thần xin được thời gian một tháng và xin người cho thần mang nó về nhà. Thần nhất định có thể hoàn thành việc này. Được, một tháng. Khanh không làm được, đừng trách trẫm sử nặng. Thần xin lĩnh chỉ. Viên đại thần nọ treo ngay lồng chim trước hiên nhà, cho ăn uống tự do. Đồng thời, ông lưu tâm quan sát mấy ngày chú chim lạ không rời mắt. Cuối cùng, ông cũng phát hiện hai đầu của Phượng Hoàng cứ vào một thời gian nhất định cuối ngày lại chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Chắc chắn cách này của ta sẽ thành công. Hai chiếc đầu sẽ có ngày tách trời ra cho bà xem. Đại thần nói gì với cậu đấy? Ông ta nói gì ấy? Tôi không nghe rõ nữa. Thật vậy ư? Tôi thấy lúc ông ta nói, cậu chăm chú nghe lắm mà. Chính vì tôi không nghe rõ ông ta nói gì nên tôi mới phải chăm chú lắng nghe. Nhưng ông ta nói nhỏ quá, tôi chẳng thể nghe được gì hết. Tiếp đến ngày thứ hai, thứ ba, viên đại thần hễ nhìn thấy hai đầu Phượng Hoàng chuyển động xa nhau, ông lại sáng lại thì thầm vào chiếc đầu phải. Cậu cứ nói là không nghe thấy gì. Ngày đầu ông ta cũng thì thầm với cậu. Đã nhiều ngày như vậy, chẳng nhẽ một câu cậu cũng không nghe thấy hay sao? Ngày đầu tôi cũng cố gắng nghe, nhưng mà không thể nghe ra được gì hết. Tôi cũng không hiểu vì sao ông ta lại làm như thế nữa. Cậu đang nói dối tôi có phải không? Ông ta nói với cậu những chuyện bí mật nên cậu không nói cho tôi biết. Không chừng là ông ta nói muốn giết tôi rồi, đúng không? Nói thật cho tôi biết đi. Tôi không nghe thấy gì thật mà. Nếu nghe thấy, tôi đã kể ngay cho cậu biết rồi. Chúng ta đã sống cùng nhau qua bao nhiêu năm như vậy, cậu lại không tin tôi sao? Cậu bảo tôi, làm sao mà tin cậu được đây? Ngày nào cậu và ông ta cũng thì thầm to nhỏ, ngày nào cậu cũng nói là cậu không nghe thấy gì. Như thế có tin được hay không cơ chứ? Tôi có sao thì nói như vậy thôi, tuyệt đối không giấu cậu điều gì đâu. Rất nhiều ngày sau đó, đại thần vẫn chưa dừng lại. Ông vẫn tiếp tục thì thầm vào một bên đầu chú chim, mà lần đầu tiên ông thì thầm khi phát hiện chúng chuyển động trái hướng nhau. Nhất định cậu giấu tôi rồi. Làm gì có chuyện không đâu. Ngày nào ông ấy cũng thì thầm với riêng cậu. Mau nói cho tôi nghe đi. Cậu tin tôi đi. Tôi tuyệt không nghe thấy gì hết. Chỉ thấy ông ta hừm 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 thôi. Ông ta đâu phải là gã dở hơi. Tại sao lại nói với cậu những lời vô nghĩa như thế chứ? Tôi cũng thật sự không hiểu nổi tại sao ông ta lại làm như thế. Nhưng ông ta thật sự không nói thêm lời nào khác với tôi hết. Cứ như vậy, tiếp tục sau nhiều ngày, cái đầu Phượng Hoàng không nghe được đại thần nói với nó, ngày càng không tin cái đầu bạn bè thân thiết của nó. Chúng cãi nhau càng ngày càng dữ dội. Nhất định là cậu giấu tôi. Chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ giấu nhau bất cứ điều gì rồi mà. Cậu đã phản bội lại lời hứa rồi. Tôi không hề phản bội.
tôi không giấu cậu điều gì hết. Ông ấy thật sự không nói gì với tôi cả. Đã một tháng nay rồi, ngày nào cậu cũng nói thế. Nhưng ngày nào tôi cũng thấy ông ta thì thầm với cậu. Giờ thì cậu lại giữ bí mật đó cho riêng mình. Được lắm, cậu đã coi thường tình nghĩa bấy lâu nay của chúng ta rồi. Tôi đã nói mà cậu không tin. Chẳng lẽ cậu đã mất niềm tin ở người bạn là tôi hay sao? Tôi việc gì phải giấu giếm cậu cơ chứ? Bởi vì ông ta hứa hẹn cho cậu những điều tốt đẹp. Cũng có thể là ông ấy đã lên âm mưu đến loại trừ tôi, nên cậu mới phải che giấu. Tôi chết đi rồi thì cậu sẽ là con phượng hoàng duy nhất. Cậu sẽ được nhà vua coi trọng. Cậu nói cái gì thế? Sao cậu có thể nói tôi như thế? Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm, cậu đã quên chúng ta là đôi phượng hoàng liền nhau rồi sao? Cậu chết rồi thì tôi có sống được hay không? Tôi chết rồi thì cậu tha hồ hưởng vinh hoa phú quý chứ còn gì nữa. Vinh hoa phú quý ư? Thật không ngờ cậu lại nói tôi như thế. Vinh hoa phú quý mà cậu nói là bị giam ở trong chiếc lồng bé tẹo này, hàng ngày trở thành thú vui cho người ta sao? Nhưng hàng ngày cậu sẽ được chăm sóc, được yêu chiều, tha hồ ăn những loại quả ngon nhất mà không cần phải san sẻ cho bất kỳ ai. Tôi rất thất vọng về cậu. Những ngày qua sống ở nơi bí bách này, tôi rất ao ước được trở về ngày xưa, khi mà chúng ta còn được tự do sải cánh bay khắp khu rừng. Hàng ngày phải đi kiếm ăn, hàng ngày phải lo lắng việc có thể sẽ bị đám thợ săn bắt đi. Với tôi đó là những ngày tháng tự do và hạnh phúc nhất. Tôi thật không ngờ cậu lại coi thường tôi như vậy. Phải, tôi có suy nghĩ như thế đấy. Cậu nhìn lại mình xem, có hành động nào của cậu để tôi không phải suy nghĩ hay không? Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi là tôi không nghe thấy ông ta nói cái gì hết, và cũng không giấu giếm điều gì. Tại sao cậu không tin tôi? Cậu làm tôi bực mình rồi đấy. Nếu cậu còn như thế, tôi sẽ không để yên đâu. Này thì coi thường à. À, giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nha. Cậu không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu trở mặt rồi à? Không để yên cho tôi ư? Cậu tưởng tôi sẽ để yên cho cậu hay sao? Đồ phản bội. Hai đầu phượng hoàng cãi cọ dữ dội, rồi đánh nhau đến nỗi chỗ chính giữa hai lưng bị nứt rồi rơi ra. Có thế chứ, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Phượng hoàng hai đầu đã tách thành hai con phượng hoàng rồi. Vậy là hoàn thành được nhiệm vụ mà bệ hạ giao. Bệ hạ sẽ phải công nhận tài năng của ta. Thế là chỉ vì một lần không tin tưởng, hai đầu chú chim phượng hoàng đã trúng phải kế dương đồng kích tây của viên đại thần. Phượng hoàng hai đầu kỳ lạ không còn trên đời nữa. Cứ mỗi khi kể lại câu chuyện này, người đời lại thấm thía thêm bài học không bao giờ cũ. Tình bạn chỉ dài lâu khi có niềm tin lẫn nhau mà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!